Nếu như đầu mùa dịch, nhà máy này có hơn 2.000 công nhân, thì hiện số lao động tại đây giảm chỉ còn 25%. Thiếu người làm nên dù có nhiều đơn hàng xuất khẩu nhưng doanh nghiệp đành phải từ chối. Tình hình dịch bệnh ở cộng đồng diễn biến rất là phức tạp, làm ảnh hưởng đến cái nguồn lao động, họ rất là hoang mang, không dám đến làm việc tại nhà máy. Không chỉ gây khó cho hoạt động xuất khẩu mà việc thiếu nguồn lao động nó còn là một trong những nguyên nhân làm đứt gãy cái chuỗi thu mua tôm nguyên liệu, và điều này sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng cũng như phát triển bền vững của ngành tôm. Việc cứng nhắc trong cách ly y tế đối với các công nhân là F1 tại một số địa phương cũng đang làm giảm nghiêm trọng nguồn lao động trong các nhà máy thủy sản. Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp phải tìm các phương án thay thế. Hiện tại công ty cũng đang chuyển hướng là đưa giải pháp là sử dụng một số công đoạn có thể sử dụng máy móc, thì công ty mua sắm máy móc thiết bị để thay thế vị trí của con người. Đến đầu tháng 12 này, xuất khẩu thủy sản nước ta đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các nhà máy thủy sản, con số này sẽ còn cao hơn nếu tình trạng thiếu lao động sớm được giải quyết.